Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 trên toàn tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Xuân ngôn viên Hà Anh và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị khán giả, như thường lệ, trước khi vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. Tổng thống Ecuador, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đến Los Angeles dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ. Phó Tổng thống Harris nói sẽ đầu tư 3.2 tỷ Mỹ Kim nhằm mục đích ngăn chặn di cư. Đoàn lữ hành di cư hướng tới Hoa Kỳ tiếp tục tiến vào Mexico. NASA phóng sẽ hỏa tiễn từ miền Bắc nước Úc để nghiên cứu khoa học. Băng đảng Brazil liên quan đến vụ sát hại công tố viên Paraguay. Và sau đây kính mời quý vị khán giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay đã cho biết là Tổng thống Ecuador và Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đến Los Angeles dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ. Tổng thống Ecuador là Guillermo Lasso và Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến Los Angeles vào hôm thứ Ba, trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ 9 của châu Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh đang được triệu tập tại Hoa Kỳ lần đầu tiên, kể từ cuộc họp đầu tiên như vậy ở Miami vào năm 1994, khi ông Biden tìm cách xác định lại vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ và chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden sẽ chính thức khai mạc hội nghị thượng đỉnh vào hôm thứ Tư. Trong khi đó, thì Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Hai đã loại Cuba, Venezuela và Nicaragua khỏi hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ do Hoa Kỳ tổ chức trong tuần này, đã khiến cho Tổng thống Mexico là Andrés Manuel López Obrador đưa ra lời đe dọa là bỏ qua sự kiện này vì tất cả các nước ở Tây Bán Cầu đã không được mời. Ông López Obrador đã nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường kỳ vào hôm thứ Hai rằng Bộ trưởng Ngoại giao Marcelo Ebrard sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh thay thế cho ông, nhưng ông đã chỉ ra trước đó. Tổng thống của Mexico cũng cho biết là ông sẽ gặp Tổng thống Joe Biden là tại các giới chức chính quyền của Hoa Kỳ, cho biết vào hôm thứ Hai, Washington vào tháng tới, điều mà Tòa Bạch Ốc đã xác nhận. Tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố mối quan hệ đối tác kinh tế ở Tây Bán Cầu trong tuần này, tập trung vào việc thúc đẩy phục hồi kinh tế bằng cách xây dựng dựa trên các thỏa thuận thương mại hiện có, được mệnh danh là đối tác châu Mỹ vì sự thịnh vượng kinh tế. Kế hoạch này sẽ bao gồm 5 lĩnh vực: huy động đầu tư, tái tăng cường các thể chế, việc làm năng lượng sạch, chuỗi cung ứng linh hoạt và thương mại bền vững. Kế hoạch này sẽ nhằm đưa ra một giải pháp thay thế trong một khu vực mà Trung Quốc đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên thì không rõ có bao nhiêu quốc gia ở Mỹ Latin gặp khó khăn về kinh tế sẽ tham gia một thỏa thuận này. Trong khi đó thì Phó Tổng thống Harris nói sẽ đầu tư 3.2 tỷ Mỹ Kim nhằm mục đích ngăn chặn di cư. Phó Tổng thống của Hoa Kỳ bà Kamala Harris cho biết vào hôm thứ Ba, lời kêu gọi hành động đầu tư của bà đã thu được 3.2 tỷ Mỹ Kim trong các cam kết của công ty nhằm giải quyết một số yếu tố kinh tế thúc đẩy di cư khỏi Trung Mỹ. Bà đã phát biểu trong buổi khởi động sáng kiến trao quyền kinh tế cho phụ nữ ở Trung Mỹ trong buổi phát biểu của In Her Hand trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 9 của châu Âu, châu Mỹ ở Los Angeles, tiểu bang California. Các cam kết mới từ các công ty bao gồm Visa Inc. và công ty mai mặc Gap Inc. vượt qua 1.9 tỷ Mỹ Kim, tăng thêm 1.2 tỷ Mỹ Kim được thực hiện vào tháng 12. Vòng đầu tư doanh nghiệp mới nhất được bà Harris công bố nhằm tạo việc làm, mở rộng khả năng truy cập Internet và thu hút nhiều người hơn vào hệ thống ngân hàng chính thức.
Theo bà Harris thì khoản đầu tư trị giá 3.2 tỷ Mỹ Kim này sẽ có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực như nông nghiệp và dệt may, cũng như dịch vụ ngân hàng và tín dụng ở Trung Mỹ. Các cam kết này là một phần chính trong kế hoạch của Tổng thống Joe Biden nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của làn sóng di cư từ Guatemala, Honduras và El Salvador, khu vực được gọi là Tam Giác Phương Bắc. Hạn chế di cư bất hợp pháp là ưu tiên hàng đầu của ông Joe Biden vào thời điểm số lượng người kỷ lục đang cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ tại biên giới của Mexico. Đoàn lữ hành di cư hướng đến Hoa Kỳ tiếp tục tiến vào Mexico. Vào hôm thứ Ba, sau khi đàm phán với các nhà chức trách của Viện Di cư Quốc gia Mexico, thì khoảng 5.000 hành thành viên của đoàn di cư đã nhận được thị thực nhân đạo và tạm thời cho phép đi lại tự do trên khắp đất nước. Đoàn xe di cư bao gồm các công dân Venezuela, Cuba và Trung Mỹ đã rời Tapachula vào sáng hôm thứ Hai và đi bộ trong nhiều giờ giữa nắng nóng gay gắt và mưa. Nhóm đã đến Huixtla, nơi họ nghe thông báo về việc cấp visa cho những người nhập cư không có giấy tờ, những người có ý định đến biên giới của Hoa Kỳ và xin tị nạn. Tổng thống của Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ công bố một hiệp ước khu vực về di cư vào cuối tuần. Trong khi đó thì NASA sẽ phóng hỏa tiễn từ miền Bắc của nước Úc để nghiên cứu khoa học. Các nhà chức trách cho biết vào hôm thứ Tư, NASA sẽ phóng 3 hỏa tiễn trong vòng vài tuần từ miền Bắc của nước Úc để nghiên cứu khoa học, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan vũ trụ phóng hỏa tiễn từ một cơ sở thương mại bên ngoài của Hoa Kỳ. Thủ tướng Anthony Albanese cũng cho biết trong một cuộc họp báo tại Darwin, chính phủ của nước Úc đã phê duyệt theo quy định để hỏa tiễn được phóng từ trung tâm vũ trụ Arnhem thuộc sở hữu tư nhân Equatorial Laos của nước Úc. Các sứ mệnh của NASA sẽ điều tra các hiện tượng vật lý năng lượng, vật lý thiên văn và các hiện tượng khoa học hành tinh chỉ có thể được nhìn thấy từ Nam Bán Cầu. Hỏa tiễn đầu tiên sẽ được phóng lên vào ngày 26 tháng 6, trong khi các hỏa tiễn khác được lưu lên kế hoạch vào ngày 4 và ngày 12 tháng 7. Trung tâm vũ trụ Arnhem gần đây đã được trao giấy phép phóng thiết bị và giấy phép phóng cho chiến dịch của NASA sau 2 năm đánh giá của cơ quan vũ trụ nước Úc. Công ty cũng cho biết chính quyền lãnh thổ của miền Bắc đã ủng hộ dự án từ khi thành lập, đầu tư 5 triệu đô la Úc, tương đương với 3.6 triệu Mỹ Kim vào ELA để phát triển trung tâm vũ trụ Arnhem này. Băng đảng Brazil liên quan đến vụ sát hại công tố viên Paraguay. Người đứng đầu cảnh sát quốc gia Colombia đã cho biết vào hôm thứ Ba, một người thứ sáu bị tình nghi trong vụ sát hại một công tố viên người Paraguay đi nghỉ ở Colombia vào tháng trước. Ông cho biết thêm một băng nhóm Brazil ban đầu dự định thực hiện vụ giết người ở Paraguay. Công tố viên Marcelo Pesci, người nổi tiếng với tội phạm có tổ chức, đã bị bắn chết trên đảo Paru gần với thành phố Cartagena, vùng Caribbean vào hồi ngày 10 tháng 5, khi đang đi hưởng tuần trăng mật với vợ của ông. 5 người đã bị bắt vào hồi tuần trước vì cáo buộc có liên quan đến vụ giết người. Tướng George Luis Vargas đã cho biết tại một cuộc họp báo, băng đảng Brazil First Capital Command, viết tắt là PCC, một nhà xuất cảng lớn cocaine, đã tham gia điều phối vụ giết người này. Percy và vợ là nhà báo người Paraguay Claudia Aguilera đã thông báo về việc bà mang thai trên Instagram ngay trước khi cặp đôi đã bị hai người đàn ông tiếp cận trên một bãi biển gần khách sạn của họ. Bà đã nói với nhà chức trách là một trong những người đàn ông sau đó đã bị bắn, Mercy. Bộ trưởng Tư pháp của Colombia là Francisco Barbosa cũng cho biết trong một cuộc họp báo tương tự, những người tổ chức vụ giết người bị cáo buộc là đã trả 500.000 Mỹ Kim cho vụ giết người. Ông cũng nói thêm là 4 trong số những người bị giam giữ đã chấp nhận cáo buộc và cho biết họ đã theo dõi các hành động của Percy qua mạng xã hội. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp xin tạm dừng giây lát để gửi đến cho quý vị khán giả phần bảo trợ thương mại. Sơn ngôn viên Bảo Khanh và Hà Anh sẽ quay trở lại
với một số tin tức mới nhất được cập nhật như bản tin về do khan hiếm cá, ngư dân ở Brazil đã chuyển sang thu gom rác như thế nào và Bangladesh đã mất 3 ngày để khống chế đám cháy tử thần ra sao. Tại Việt Nam thì Thủ tướng của Việt Nam đã giao cho hai bộ nghiên cứu về việc giảm thuế đánh vào xăng dầu như thế nào cùng với một số tin tức mới nhất được cập nhật. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV trong chương trình tin tức tổng hợp. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo đã cho hay, các nạn nhân của nhà lãnh đạo giáo hội có trụ sở tại Mexico đã yêu cầu mức án tối đa. Một số nạn nhân được cho là của nhà lãnh đạo một số giáo hội có trụ sở đặt tại Mexico đang lên tiếng trước ngày tuyên án, yêu cầu ông ta được nhận thời gian tù tối đa. Nathan Joaquin, người đứng đầu của nhóm La Luza de Mundo vào hôm thứ Sáu, tức là ngày 3 tháng 6, đã nhận tội với tội danh là lạm dụng 3 trẻ em. Ông ta đã bị bắt ở Los Angeles vào năm 2019. Các nạn nhân và luật sư của họ đã có những phát biểu trong một cuộc họp báo ở Los Angeles vào hôm thứ Ba, tức là ngày 7 tháng 6. Phiên tòa tuyên án đối với Joaquin, 53 tuổi, một công dân người Mexico, sẽ bắt đầu vào hôm thứ Tư, tức là ngày 8 tháng 6. Vị tông đồ tự phong của giáo hội La Luz de Mundo có trụ sở tại thành phố Guadalajara của Mexico phải đối mặt với mức án tối đa là 16 năm 8 tháng tù giam, khiến cho các nạn nhân giận dữ yêu cầu án tù chung thân. Cùng với ông thì hai người khác từ giáo hội của ông ta cũng đã bị bắt vào năm 2019. Họ cùng nhau đối mặt với 36 trọng tội, bao gồm các tội danh là hiếp dâm, khiêu dâm trẻ em và buôn bán người. Hầu hết thì những cáo buộc đó đã được giảm xuống để đổi lấy một lời nhận tội tránh phải ngồi tù chung thân. Do khan hiếm cá, ngư dân ở Brazil chuyển sang thu gom rác. Tại vịnh Guanabara ở Rio de Janeiro, thì tình trạng thiếu cá do mức độ ô nhiễm nước đã cao đã khiến cho các ngư dân chuyển từ đánh bắt cá sang làm sạch đại dương. Dự án liên quan đến 25 gia đình ngư dân và được thúc đẩy bởi Ogri, là một doanh nghiệp Italy chuyên làm sạch đại dương, và tổ chức môi trường Biverio Institute của Brazil. Pedro Mendes là chuyên gia kinh tế tuần hoàn tại Biverio, đã nói với Reuters rằng ngoài tác động đến môi trường, dự án còn giúp đỡ những ngư dân địa phương từng chứng kiến hoạt động buôn bán của họ đã bị ảnh hưởng bởi vùng biển ô nhiễm. Francinaldo Alves da Silva, 47 tuổi, đã nói là trước đó mọi chuyện thật tuyệt vời. Trước cửa nhà, bạn có thể bắt được nhiều tôm và cá. Ngày nay thì để đánh bắt được cá, bạn cần phải đi xa. Bạn cần mua xăng cho một chuyến thuyền như thế này để rất tốn kém khi đến đây. Thông qua sáng kiến, trong 2 ngày làm việc, các ngư dân được trả trên mức lương tối thiểu. Đây là giai đoạn thứ 2 của dự án, dự kiến sẽ kéo dài 12 tháng. Trong đó thì các nhà tổ chức hy vọng là 100 tấn rác sẽ được thu gom. Và trong khi đó thì Bangladesh đã mất 3 ngày để khống chế đám cháy tử thần. Lực lượng cứu hỏa ở Bangladesh đã khống chế được đám cháy tại cảng container nội địa hôm nay, 3 ngày sau khi ngọn lửa bùng phát khiến cho 43 người thiệt mạng. Vào đêm ngày 4 tháng 6 thì đám cháy đã bùng lên từ một container ở khu cảng nội địa tại thị trấn Sitakonda, đông nam của Bangladesh, và nhanh chóng lan sang các container khác. Trong lúc lính cứu hỏa chữa cháy thì một vụ nổ xảy ra làm rung chuyển khu cảng. Sóng xung kích từ vụ nổ có thể cảm nhận từ khoảng cách là 3 cây số. Cảnh quay trên không cũng cho thấy khói bốc lên từ hàng loạt container bị thiêu rụi. Giới chức của Bangladesh chưa xác định được nguyên nhân thảm kịch, song thì nghi ngờ vụ nổ bắt nguồn từ một container chứa oxy già. Ngọn lửa vẫn chưa được dập hoàn toàn, song thì nguy cơ nổ không còn do chúng tôi đã phân loại từng container hóa chất một, theo đại diện của cơ quan cứu hỏa là Mona Hossan đã cho biết.
Hoshin cũng cho rằng cảng này đã không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Chúng tôi không thấy bất kỳ biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn cơ bản nào, chỉ có vài bình chữa cháy. Họ đã không tuân thủ quy định lưu trữ các loại hóa chất nguy hiểm. Bắt thêm nghi phạm bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, Đức sẽ điều tra tới cùng, tin từ Việt Nam. Văn phòng công tố Liên bang Đức đã thông báo một nghi phạm mang quốc tịch Việt Nam có tên là Anh TL đã bị bắt và được trao lại cho cơ quan của Đức vào ngày 1 tháng 6. Sau khi bị bắt tại Prague, Cộng hòa Czech, thì ông này đã bị bắt với cáo buộc là hoạt động gián điệp và hỗ trợ tước đoạt quyền tự do và dính líu đến vụ tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức vào hồi năm 2017. Nhà báo Lê Trung Khoa, người luôn theo sát vụ án này đã trả lời RFA từ Berlin, đã cho biết là người bị bắt là ông Lê Anh Tú, một người Việt Nam mang quốc đang định cư ở nước Cộng hòa Czech. Ông này được cho là đã về Việt Nam để lẩn trốn sự truy nã của Liên Âu theo lệnh bắt giữ trước đó của tòa án Đức. Ngay khi ông này nhập cảnh vào châu Âu trở lại vào hôm ngày 15 tháng 4 vừa qua, thì đã bị bắt và bị dẫn độ về Đức vào ngày 1 tháng 6. Nói về vai trò của ông Lê Anh Tú trong một vụ tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, theo ông Khoa, thì trong phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hải Long vào hồi năm 2018, thì người cũng bị cáo buộc tiếp tay cho vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Viện Công tố của Đức đã đưa ra bản cáo trạng nói rằng ông Lê Anh Tú là người đã lái xe bus nhỏ để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, sau đó đã chạy thẳng vào Tòa Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Ông Lê Anh Tú còn bị cáo buộc rằng, sau khi vụ bắt cóc xảy ra vài ngày, ông này đã lái một chiếc xe khác từ Cộng hòa Séc tới khách sạn Boric ở Bratislava ở Slovakia và có tiếp xúc với ông Tô Lâm tại đây. Ông Khoa cũng đánh giá rằng, chính vì Lê Anh Tú tham gia gần như toàn bộ trong việc bắt cóc ở của người Đức, thì Cộng hòa Séc và Slovakia do đó thì việc điều tra ông này sẽ giúp làm sáng tỏ trách nhiệm của ông Tô Lâm, cũng như là có hay không chuyện ông, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia có dính líu trong vụ bắt cóc này. Bản tin Việt Nam tiếp nối đã cho biết, Thủ tướng của Việt Nam giao hai bộ nghiên cứu việc giảm thuế đánh vào xăng dầu. Một phó thủ tướng và một bộ trưởng Việt Nam đã nói với Quốc hội của đất nước hôm 8 tháng 6 rằng các biện pháp để bình ổn giá xăng dầu đang được cân nhắc trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước đã lên đến mức kỷ lục và người dân bị ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát cao. Trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính là Hồ Đức Phước đã cho biết việc điều chỉnh thuế suất của các loại để giảm giá xăng dầu thuộc về thẩm quyền quyết định của Quốc hội, còn bộ của ông có vai trò đánh giá tham mưu. Theo tường thuật của báo chí trong nước cho biết, loại xăng có mức giá cao nhất ở Việt Nam hiện là 31.500 đồng trên 1 lít. Trong giá này, bao gồm cả thuế nhập cảng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng cùng với một số loại phí khác. Tuy theo thời điểm tổng tiền thuế thì phí chiếm từ 50-64% giá bán xăng dầu. Bộ trưởng cũng chỉ ra rằng với thẩm quyền của mình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã duyệt việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1 tháng 4 cho đến hết năm nay. Hiện tại thì vẫn có thể giảm thuế này thêm 2.000 đồng trên 1 lít, ông cũng chia sẻ. Nhưng ông lưu ý rằng, theo luật, thường vụ của Quốc hội chỉ có quyền quyết định giảm thêm 1.000 đồng với loại thuế này. Còn đối với thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất là 10%, thuế nhập cảng xăng dầu 8% và thuế giá trị gia tăng 10%, việc sửa đổi, điều chỉnh là thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Bộ Tài chính sẽ đánh giá tác động để tham mưu chính phủ trình thường vụ Quốc hội để Quốc hội có thể giảm thêm về thuế xăng dầu, ông đã chia sẻ. Argentina trao vương miện cho đầu bếp pizza giỏi nhất lục địa. Các bậc thầy về pizza từ khắp châu Mỹ đã gặp nhau vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 6 tại Buenos Aires để tham gia vào phiên bản thứ hai của giải đấu pizza Liên Mỹ và giải vô địch pizza là
và Empanada lần thứ 10. Cả hai chức vô địch đều được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ triển lãm ẩm thực Degusta 2022, nơi các thí sinh tranh tài trên sân khấu với 12 lò nướng, trước 18 khán giám khảo và 30 thành viên ban giám khảo gồm các nhà báo, đầu bếp để chọn ra đầu bếp pizza xuất sắc nhất của lục địa. Giải vô địch có tổng cộng là 150 đối thủ đến từ Mexico, Hoa Kỳ, Chile, Colombia, Cuba, Uruguay, Peru, Paraguay, Haiti, Venezuela và Argentina. Những người sẽ làm tổng cộng là 575 cái bánh. Nhà vô địch Argentina vĩ đại sẽ đại diện cho Argentina tại giải vô địch bánh pizza thế giới năm 2023 ở Parma, Italy và sẽ nhận 8.250 Mỹ Kim tiền thưởng từ các nhà tài trợ. Các sự kiện sẽ kết thúc vào hôm thứ Tư. Và kính thưa quý vị khán giả, đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày của đài truyền hình IBC TV. Bảo Khanh và Hà Anh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả, cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Và xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị.